Ồ, sao cái cánh điện gió kia lại cong lên nhỉ? Bùn cát trắng. Cung đường này. Chỗ dâm dâm này hợp lý anh em, cũng thích in cái chỗ dâm dâm này đổ tí đến đây thích in cái dâm dâm kỷ niệm lên đến đỉnh dốc nhá. Vâng. Bồn cát trắng đẹp như nãy mà ấy nha, đang ở vài cát trắng Bình Thuận nha, này toàn điện gió này. Bên phải là biển đây này. Đấy, cho mọi người ngắm biển, ngắm biển, ngắm cát trắng này. Khung cảnh rất đẹp luôn. Ôi trời ơi. Sân bay Cam Ranh. Ê, chắc đang ra được băng. Thành phố của nó à nhỉ? Rồi đến phần này phần 2.
gì à? Và tòa nhà kia là
khẩu trường tiền chơi đi. Cầu trường tiền lần thứ hai trở lại Huế mộng mơ của tôi. Chợ Đông Ba, thành phố Huế.
dòng sông Kỳ